Khánh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tọa đàm với chủ đề Thực trạng và giải pháp xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị. Chương trình được phát vào ngày mùng 5 và 20 hàng tháng trên kênh truyền hình Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có sự đồng hành của Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đáng ra trong chương trình ngày hôm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ có sự tham dự của hai vị khách mời. Và ngoài Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng thì chúng ta còn có sự góp mặt của lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì trước đó, Tòa soạn cũng đã có gửi giấy mời cho lãnh đạo Tổng cục Môi trường tham gia chương trình và được lãnh đạo Tổng cục Môi trường giao cho ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý Chất lượng Môi trường tham gia chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Nam đã từ chối không tham gia với lý do là các thông tin cung cấp cho báo chí thì vụ Tổng cục cũng đã có những thông cáo báo chí và không thể nào mà tham dự hết các buổi tọa đàm của các cơ quan báo chí. Với lý do mà ông Nam đưa ra thì những người làm chương trình chúng tôi cũng cảm thấy thật sự buồn. Buồn vì trong bối cảnh môi trường không khí ở các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, người dân đang rất cần có tiếng nói của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường để người dân có thể yên tâm sinh sống và làm việc thì chúng tôi lại không nhận được sự hợp tác. Thiết nghĩ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nên chấn chỉnh tình trạng trên bảo dưới không nghe tại Tổng cục Môi trường. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình với Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, không khí Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức báo động. Trong đợt cao điểm ô nhiễm vừa qua, có những lúc không khí Hà Nội chạm ngưỡng nguy hại AQI vượt 300 đơn vị, chiếm luôn vị trí số 1 trong top thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo trang quan trắc thời gian thực AirVisual. Do đó, việc đưa ra những định hướng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Và trước khi bắt đầu chương trình thì mời quý vị và các bạn cũng như khách mời của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự về thực trạng không khí của các đô thị lớn hiện nay. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, hạ tầng xã hội phát triển không theo kịp nhu cầu, nên tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có lúc đã trở nên báo động. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Nhà đất Hà Nội, mỗi năm thành phố Hà Nội phải tiếp nhận khoảng 80.000 tấn bụi, khói, 9.000 tấn khí SO2, 46.000 tấn khí CO2 từ các cơ sở công nghiệp thải ra. Ngoài ra, các phương tiện giao thông ô tô, xe máy cũng được xác định như là một nguồn phát thải lớn. Kết quả quan trắc về nồng độ bụi lơ lửng trên địa bàn Hà Nội cho thấy, ở các quận nội thành đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 3 lần. Trong 10 năm qua, bụi lơ lửng tại Hà Nội do công nghiệp và thủ công nghiệp gây ra chiếm tới 67%, do đường phố bẩn chiếm khoảng 30% và còn lại là do các phương tiện giao thông thải ra. Ghi nhận tại khu vực chân cầu Thăng Long, Hà Nội, hàng trăm chiếc xe chở đất, đá, cát sỏi đều vận chuyển mà không được che chắn cẩn thận, rơi vãi trên đường. Tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, khí thải từ các phương tiện xe cơ giới, bụi bay mù mịt. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đây là một trong những nơi thường xuyên có chất lượng không khí ở mức thấp nhất trên địa bàn thành phố. Ngoài nguồn ô nhiễm do bụi, môi trường không khí Hà Nội còn bị ảnh hưởng bởi bụi từ các công trình đang trong quá trình thi công, khiến cho chất lượng không khí Hà Nội hiện đang suy giảm một cách nhanh chóng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo kết quả quan trắc ô nhiễm không khí thời gian qua trên địa bàn tại 20 vị trí cho thấy, ô nhiễm bụi, nồng độ bụi mịn trong không khí vẫn ở mức cao, chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức báo động. Theo các thống kê mới nhất, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 9 triệu xe máy và 500.000 xe ô tô các loại. Các phương tiện vận tải sử dụng dầu diesel, nhiên liệu xăng hoặc có nguồn gốc hóa thạch đã thải ra lượng lớn khí NO, CO2, SO2 rất lớn. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động xây dựng, sản xuất nông nghiệp và làng nghề chôn lấp xử lý chất thải rắn từ hơn 1.000 nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Vậy, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị ở mức báo động đỏ là do đâu và có những giải pháp nào để giảm thiểu tình trạng này? Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì cộng đồng mạng xã hội đã có những bức ảnh chế cũng như là những câu nói có thể nói là rất hài hước. Không cần phải đến nước Anh, xứ sở sương mù, không cần phải đến Sapa, nơi cũng nổi tiếng là có nhiều sương mù, thì chúng ta cũng được thưởng thức hình ảnh sương mù tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên, đó là cách nói vui. Còn với thực trạng như chúng ta vừa thấy, thì không khí ở hai thành phố lớn nhất tại Việt Nam ở thời điểm này thật sự là rất đáng báo động. Và thưa ông Hoàng Dương Tùng, sau cái phóng sự vừa rồi, với những hình ảnh mà chúng ta được chứng kiến, thì ông có thể nói gì về thực trạng không khí ở Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay? Vâng, thực trạng cái ô nhiễm không khí tại các cái đô thị Việt Nam thì năm nay thì chúng ta, các báo chí và người dân cũng biết nhiều qua các cái số liệu quan trắc.
Theo cái số liệu thống kê về quan trắc thì đã thấy rằng là nồng độ ô nhiễm của bụi mịn PM2,5 trong nhiều ngày rất là cao. Chỉ thông qua cái chỉ số AQI thì người dân có thể biết được nhiều ngày đỏ, thậm chí đến tím. Cái điều đặc biệt của năm 2019 đấy là thứ nhất tức là cái nồng độ cao, cái thứ hai là nó tương đối kéo dài. Trong dạo trước thì có thể 1 ngày, 2 ngày nhưng bây giờ có thể là 3 ngày đến 1 tuần. Và thứ ba nữa là cái tần suất như thế là tương đối dày. Từ đầu năm đến đây người ta đã cũng thống kê rất là nhiều những cái vụ như vậy. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó tương đối là nó đỡ hơn Hà Nội do nhiều những cái điều kiện khác nhau. Tuy nhiên là đã có những cái ngày cũng là báo động đáng lo ngại. Như thế để thấy rằng là cái việc là ô nhiễm không khí tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các cái đô thị Việt Nam đấy là trong những năm vừa qua là có hướng xấu đi. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái thực trạng rất là đáng buồn và cần phải được nêu lên để mà làm sao có cái biện pháp ngăn chặn. Vâng, với việc là rất nhiều người bây giờ dùng điện thoại thông minh thì sáng ra trước khi ra đường thì như ngày trước thì họ mở điện thoại có thể là xem thời tiết ngày hôm nay bao nhiêu độ. Bây giờ thì còn có thêm một cái công việc nữa để theo dõi, đó là theo dõi cái chỉ số AQI. Không hiểu là với ông Hoàng Dương Tùng thì đó có phải là công việc hàng ngày trước khi ông bước ra đường hay không? Vâng, bây giờ thì cũng là thành thói quen không chỉ của riêng của tôi mà của rất nhiều người. Khi mà dạo trước thì mọi người đều là lắng nghe, là xem cái thời tiết hôm nay mưa thế nào, nhiệt độ ra sao để mình có những cái chuẩn bị cho nó tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì bây giờ thì thông qua cái chỉ số AQI thì mình cũng có thể biết được những cái chất lượng không khí nên làm sao để mình có những cái hành động cho nó đúng. Ví dụ như là hiện nay thì có rất nhiều buổi sáng là cái chỉ số AQI rất là cao. Những cái người mà vận động mạnh, ví dụ tập buổi sáng ngoài trời, chạy vân vân tất cả thứ, nếu mà không để ý đến cái chỉ số đấy thì sẽ có hại cho sức khỏe. Chứ không phải là tập thể dục thì lại mọi người nghĩ là nó tốt cho sức khỏe, mà lúc đấy là chúng ta nên tránh. Và có những cái app như thế, nó tốt như thế thì tại sao chúng ta lại không dùng để có những cái chuẩn bị cho chúng ta đi đâu, làm việc gì, đúng không? Đấy để cho nó ít ảnh hưởng đến sức khỏe cho chúng ta nhất. Nhất là đối với trẻ em, đối với người già. Và có thể nói là sáng ra thì nhìn những cái phần mềm trên điện thoại như chúng ta thấy, bao giờ cũng thấy là những cái màu sắc rất là sặc sỡ, thí dụ như màu đỏ hay màu tím. Tuy nhiên thực tế đó lại là những màu sắc mà mang tới cái sự không vui cho chúng ta, bởi đó là cái mức mà không khí có thể nói là rất độc hại đối với tất cả mọi người. Thưa quý vị, trước tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp tại một số địa phương, đặc biệt là tại một số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì ngày 19 tháng 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một cuộc họp khẩn liên ngành. Và theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuộc họp đã thống nhất 6 nguyên nhân chính gây ra phát sinh ô nhiễm bụi trong môi trường không khí thời gian qua. Thứ nhất, đó là khí thải từ số lượng lớn các phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Thứ hai, phát sinh từ hoạt động xây dựng. Thứ ba, phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài trời và đốt rác. Thứ tư là khí thải phát sinh từ cơ sở sản xuất công nghiệp có đốt nhiên liệu hóa thạch. Thứ năm, phát sinh từ việc sử dụng số lượng lớn bếp than tổ ong. Và thứ sáu, ô nhiễm môi trường không khí còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu trong thời điểm giao mùa có hiện tượng nghịch nhiệt. Với những cái nguyên nhân mà tôi vừa nêu thì ông Hoàng Dương Tùng đánh giá thế nào về cái phần tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Tôi nghĩ rằng là Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định thì tôi nghĩ rằng là đúng thôi. Tuy nhiên gần đây thì chúng ta lại cần phải nhấn mạnh xem là những cái nguồn đấy là những nguồn nào là nguồn chính, đúng không? Nhiều người cũng nói phải chăng là cái đốt than tổ ong có là nguồn chính không? Tại khi mà nêu nguồn chính đấy thì chúng ta mới có những hành động ưu tiên, có những cái đầu tư, có những hành động ưu tiên. Như là theo chúng tôi thì cái nguồn phát thải từ giao thông đấy là một cái nguồn chính. Thế thì nếu mà chúng ta đã xác định được nguồn chính đấy thì chúng ta cũng phải tập trung một cái số nguồn lực về nhân lực, về các cái tài lực để làm thế nào đấy để hạn chế được cái ô nhiễm từ các phương tiện giao thông cá nhân. Thế rồi từ những cái ngành xây dựng chúng ta liệu có thể hạn chế được như thế nào? Tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể. Rồi một trong những cái nguồn nữa mà tôi nghĩ cần phải nhận diện rõ đấy là từ các nguồn cơ sở sản xuất. Hà Nội rất nhiều các cái cơ sở sản xuất xung quanh ở các làng nghề, tái chế giấy, tái chế kim loại, tái chế nhựa,
Mỗi một làng như thế, làng trong nháy nháy như thế, hàng trăm cái ống khói tua tủa ra như vậy, chúng ta phải nhận diện nó là như thế nào, đúng không? Tỷ lệ nó là đóng góp là bao nhiêu? Trên cơ sở đó, chúng ta có ưu tiên, có cái lộ trình để mà hạn chế, đúng không? Chứ cũng nếu mà cứ nêu nguyên nhân là đúng, thế nhưng mà cần phải nhận diện sâu hơn nữa và rõ ràng hơn nữa. Tôi nghĩ đấy là cái trách nhiệm không của ai ngoài Bộ Tài nguyên Môi trường. Vâng. Và chúng ta sẽ còn bàn sâu hơn về vấn đề giải pháp cho cái thực trạng này. Khi mà nhắc tới tình trạng ô nhiễm của Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác ở Việt Nam trong những ngày qua, thì nhân vật chính được nói tới là bụi mịn. Và ông có thể cho mọi người biết là bụi mịn thì có cái gì khác với các loại bụi thông thường và cái ảnh hưởng của nó với sức khỏe con người là như thế nào? Vâng, từ xưa chúng ta thì thấy rằng là bụi ở các đường nó bốc lên, đúng không? Thế nên mọi người thì thường thường lấy cái khẩu trang để bịt vào. Thì cái đấy là những cái chúng ta chỉ có ngăn lược những cái bụi thô thôi. Còn cái bụi mịn 2,5 mà ta nói là bụi mịn PM2,5, đấy là cái bụi mà có cái đường kính rất nhỏ, nhỏ hơn 2,5 micron. Thế thì nghĩa là nó nhỏ hơn 1/30 cái sợi tóc. Nó nhỏ như vậy thì nó có khả năng len lỏi sâu vào phổi và trong cả cái mạch máu khi chúng ta hít thở. Và nó sâu vào khi mà đến phổi, đến bộ máu thì nó gây ra nào là ung thư phổi, nào là các bệnh về tim, mạch. Và người ta đã thống kê đấy là cái sát thủ thầm lặng. Mỗi một năm có thể gây tử vong đến 3,5 triệu, hơn 3,5 triệu người trên thế giới. Đấy là một trong những nguyên nhân tử vong rất là lớn ở thế giới và ở Việt Nam. Tức là bây giờ khi ra đường thấy mọi người đều đeo khẩu trang thì đó vẫn chưa phải là cái cách phòng bị hiệu quả với cái tình trạng bụi mịn như thế này, đúng không? Vâng, tôi nghĩ rằng là như vậy. Nó chỉ là có ngăn ngừa những cái bụi thô. Nó cũng tốt chứ không phải là không tốt. Thế nhưng mà nó không thể ngăn ngừa được cái bụi mịn PM2,5. Và thường thường những cái loại đấy thì như tôi đã nói, tức là nó cũng phải có rất là có chế tạo đặc biệt, nó cũng đắt tiền và đeo nó thì hoàn toàn là không có dễ chịu một chút nào cả. Vâng. Và song song với việc là tìm cái vật dụng để mà chúng ta có thể ngăn ngừa bụi mịn thì chúng ta cũng phải làm sao đấy để hạn chế cái tình trạng bụi mịn, đúng không ạ? Và đó cũng là cái mấu chốt của chương trình ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ phải có những cái giải pháp như thế nào để chống lại cái thực trạng ô nhiễm không khí ở các đô thị hiện nay, thưa ông? Rõ ràng rằng là cái việc khẩu trang này, hạn chế đi ra đường này trong những ngày ô nhiễm này. Thế rồi ở trong nhà thì chúng ta lắp các cái máy khử bụi này. Đấy là những cái việc làm cần thiết, nhưng mà nó là tương đối bị động. Cái chủ động đây là chúng ta phải làm thế nào đấy để giảm thiểu các cái nồng độ ô nhiễm bụi mịn PM2,5. Thế thì ngay hôm qua thì thành phố Hà Nội cũng đã ra một cái chỉ thị mà tôi nghĩ là cũng rất là cần thiết. Đối với giao thông thì như thế nào, đối với xây dựng thì như thế nào, đối với đun than tổ ong như nào, rơm rác là như thế nào. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là các cái biện pháp cần phải được giám sát. Ở một cái khung cảnh quốc gia thì tôi nghĩ rằng là cần phải nhận diện được là cái gì là nguồn là chính. Tôi nghĩ rằng là Hà Nội để là giảm thiểu các cái ô nhiễm từ các cái phương tiện giao thông cá nhân thì trước hết người ta nói rằng cần phải kiểm soát cái số lượng, đúng không? Bằng cách nào? Bằng cách tăng cường các cái phương tiện giao thông công cộng, đúng không? Tăng cường đi bộ. Hiện nay chúng ta, dân Việt Nam chúng ta không có thói quen đi bộ. Một quãng là nhảy lên xe máy ngay. Làm thế nào đấy để kiểm soát được cái khí thải từ xe máy? Bằng cách nào? Thứ nhất là phải ban hành ngay cái quy chuẩn xe máy. Giống như ô tô chúng ta đã có cái quy chuẩn khí thải. Làm thế nào đấy để là yêu cầu nếu mà cái xe máy đó không có đạt quy chuẩn thì bắt buộc là phải sửa. Và sửa xong thì mới được lưu hành. Đấy là những cái kinh nghiệm của các nước đã làm. Thế thì nếu mà hạn chế được những cái đấy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đã làm giảm rất là nhiều. Người ta cũng đã tính đến cái chuyện là đã làm là tăng cường các xe buýt chạy bằng CNG, đúng, nhiên liệu sạch. Tại sao chúng ta không làm? Đó. Thế rồi các cái công trình xây dựng, tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể được. Yêu cầu lắp các camera, đúng không? Làm thế nào đấy để truyền các cái số liệu về, công khai các số liệu cho dân.
Anh nào mà làm mà không đúng theo các quy định về bảo vệ môi trường, đình chỉ ngay lập tức. Rồi các cái công trình hạ tầng xây dựng chúng ta, hạ tầng đường xá, lúc nãy chúng ta chứng kiến những cái cảnh ở đường Phạm Văn Đồng rất bụi. Nhưng mà khi mà người ta làm cái kế hoạch như thế thì người ta phải có những cái biện pháp bảo vệ môi trường, phun nước thường xuyên mấy đợt, nhưng tôi nghĩ rằng là những cái đấy người ta bỏ qua hết. Xây dựng nhà cao tầng là phải có cái che chắn đàng hoàng. Đấy, rất nhiều những cái là chúng ta che chắn cho có chuyện thôi. Thế rồi các cái xe đi ra các công trình xây dựng yêu cầu là phải rửa lốp xe. Thế nhưng mà ta thấy rằng là có rất nhiều công trình có rửa lốp xe đâu. Và chắc xung quanh đây cũng chúng ta chứng kiến rất là nhiều. Rõ ràng rằng là rất nhiều cơ sở sản xuất ở ngoại thành Hà Nội, ở các tỉnh khác là nó cũng có ảnh hưởng. Tại vì một cái đặc điểm của bụi mịn PM2.5 là nó bay rất xa và nó gọi là nó ảnh hưởng xuyên biên giới, chứ không chỉ là ở một cái vùng cục bộ nhỏ. Thế thì phải có những cái biện pháp kiểm soát ô nhiễm các nhà máy nhiệt điện than, các nhà máy xi măng, các nhà máy luyện thép, các nhà máy hóa chất. Đấy là những cái hộ mà chúng tôi nghĩ là rất là lớn. Các làng nghề như lúc nãy tôi nói, tua tủa bao vây xung quanh Hà Nội. Đúng không? Tại sao chúng ta không kiểm soát những cái chuyện như vậy? Người ta cũng nói đến chuyện dân sinh. À, như thế đấy là cái cuộc sống của biết bao nhiêu người. Đúng không? Tôi nghĩ đấy đúng rất cần. Thế nhưng chính những cái đấy chúng ta, người ta đang ăn về môi trường. Người ta không có những biện pháp bảo vệ môi trường về khí thải. Thành ra các nhà, các ống khói lên là cứ tua tủa và hoàn toàn không có một cái thiết bị xử lý khí thải nào cả. Các bếp than cũng vậy, bây giờ chúng ta đang bếp than thủ công, cũng nhiều người nói là những người nghèo. Thành ra là phải bếp than. Tôi nghĩ rằng một mặt là các nhà chúng ta phải tìm các biện pháp thay thế. Cái thứ hai nữa là chúng tuyên truyền. Rất nhiều nhà bây giờ đun than chỉ là một cái thói quen. Người ta có thể sẵn sàng bỏ ra 100.000, 200.000 để làm những cái việc khác. Vì có cái nhu cầu cuộc sống, có thể đi hát karaoke, có phải làm cái việc nọ. Nhưng người ta vẫn cứ đun bếp than. Rất là nhiều những cái quán ăn, đúng không? Người ta bảo là quán ăn bình dân vẫn đun bếp than. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cần phải nghiên cứu cái khả năng chi trả của dân thủ đô. Liệu anh có sẵn sàng chi trả không? Mà tôi nghĩ là bây giờ sẵn sàng chi trả chứ. Thế thì như thế, cái thói quen như thế, nó đã làm ảnh hưởng đến chính những cái người như vậy. Các nước khác, người ta cũng tuyên truyền và đến một lúc nào là cấm luôn. Đúng không? Phải trả giá thôi. Anh muốn bảo vệ môi trường thì rõ ràng là anh cũng phải tham gia vào trong cái việc đấy. Đúng không? Tôi nói đến là người dân. Thế rồi chuyện đốt rơm, đốt dạ, đốt rác. Chúng ta cũng đốt rất nhiều. Đúng không? Các rác như thế bây giờ chúng ta rất có vấn đề về xử lý rác thải, chất thải rắn. Cứ thế tiện thế là nó đốt, đúng không? Tiện thế là chôn mồ hôi là các cái bãi rác không đầy là đốt. Đốt lại khuất mắt trông coi. Nhưng tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đấy chúng ta phải là có những biện pháp. Tôi nghĩ là hôm qua Hà Nội đã làm việc rất tốt là ra một chỉ thị. Nhưng tôi nghĩ chỉ thị là tốt rồi. Thế nhưng làm thế nào đấy để giám sát cái việc thực hiện cái chỉ thị đó. Chứ nếu không thì lại cũng tình trạng như rất là nhiều các chỉ thị khác. Chúng ta ra được chỉ thị, nhưng xong đánh trống bỏ rồi. Thế vài hôm sau lại thấy như thế khác. Thế thì chúng tôi nghĩ là đấy là nó không hiệu quả. Vâng. Rõ ràng trong tình trạng hiện nay thì chúng ta phải đề cao cái tính mục đích của tất cả các hành động, các quyết định. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa như hiện nay, để tìm ra một giải pháp thật sự hữu hiệu, giải quyết triệt để ngay và luôn vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn là không hề đơn giản. Do đó chúng ta cần tập trung xử lý từng vấn đề một, tìm ra những điểm khó để tháo gỡ, làm sao để chúng ta có một bầu không khí trong lành. Bên cạnh sự nỗ lực tìm các giải pháp của chính quyền thành phố thì ý thức của mỗi người dân cũng cần được đề cao. Chương trình tọa đàm Thực trạng và giải pháp xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị do tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức đến đây cũng xin được khép lại. Mọi đóng góp thông tin ý kiến về tình hình môi trường và cuộc sống, quý vị và các bạn vui lòng gửi qua email truyền hình.mtcs@gmail.com hoặc đường dây nóng 0986 666 917. Một lần nữa cảm ơn ông Hoàng Xuân Tùng đã tham gia chương trình ngày hôm nay với những chia sẻ rất là sâu sắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.